Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy, Những Chuyện Ly Kỳ. Bữa nay chúng ta bước vào cột mốc số 99, câu chuyện Lá Thư Gửi Về số 99 của chị Như ở Cần Thơ. Đây là một câu chuyện rất là hay về một cuộc đời tội nghiệp của ông cố của chị. Ông cố của chị thì ở cái thời rất lâu rồi, thời trước nữa. Ông bà cố sinh được 3 người con, thì người đầu tiên là ông nội của chị đó, tên là Hai Tâm, kế tiếp là ông chú Ba Tài, cuối cùng là ông chú Út Trí. Cuộc đời của ông bà cố thì khổ sở vô cùng, chiến tranh loạn lạc mà. Thì cái năm đó ông bà vì một cái biến cố mà ông bà lạc nhau. Cái lúc ông cố về được nhà thì bà cố cũng đã không còn. Nè, ông không có lấy vợ mà ở vậy để nuôi mấy đứa con với lo cho ông bà Sơ. Mãi về sau thì ông bà Sơ mất, chiến tranh cũng không còn. Thì lúc này ông nội của chị Như á, với hai ông chú cũng đã lớn tuổi lập gia đình có con cháu riêng rồi. Thì ông cố lúc đó đã già lắm rồi. Nhưng mà lúc đó tự nhiên đôi mắt của cố hết thấy đường. Ông nội mới đưa ông cố đi nhà thương, đi thầy thuốc, uống biết bao nhiêu thuốc cũng không có khỏi được. Người ta nói là cái thương tích này là chắc là từ hồi còn trẻ, rồi nó ảnh hưởng tới đôi mắt, bây giờ không có cách nào chữa được hết. Vậy là từ đó về sau, cuộc đời của ông cố sống trong cảnh tối tăm mù lòa. Đi vệ sinh hay tắm rửa là phải có cái gậy để chống, việc cơm nước cũng có phải có người lo. Mất đi đôi mắt nhưng mà ông cố lại sở hữu được một cái khả năng rất là đặc biệt. Dường như là ông đoán được trước cái chuyện tương lai á. Nói cái gì là trúng cái đó. Khi mà có người cho ông tiền, ông nắm tay lấy tay mò mò là biết giá trị tờ tiền bao nhiêu. Thì cái đó thì thường người mù người ta trời lấy của người ta cái này thì sẽ cho lại người ta cái khác đó. Nhưng mà đặc biệt là ông cố biết bấm tính được cái chuyện sắp xảy ra. Cái năm mà ông cố không còn thấy đường là ông 70 rồi. Ông cố thì dáng người ốm cao, đầu hơi hối, mặc lúc nào cũng mặc cái pyjama trắng, mê hút thuốc lắm, mà cái loại thuốc gò giấy quyến á, phải quấn để hút á. Thì thời gian đầu sống với ông chú Út Trí, nhưng mà ông Út này là người mê nhậu, bỏ đi tối ngày. Ông cố thì đi đứng bất tiện nửa đêm hay chống gậy đi mò mò khắp nhà để uống nước hay là đi vệ sinh gì đó. Rồi nhiều lần đi lộn vô buồng của ông bà chú Thím, làm cho bà Thím Út bà sợ. Bà Thím Út bình thường thì bà sợ ma lắm. Có lần bà dập ông cố lù lù giữa đêm, bà hết hồn bà té xỉu. Là vậy cho nên là có một cái khoảng cách rất lớn với bà Thím Út với lại ông cố. Bà không có dám lại gần ông cố luôn. Cứ hễ cố ngồi xuống bàn ăn cơm chung là bà không có ngồi. Bà nói mai mốt chừng nào tới giờ ăn thì ngồi đó, kêu rồi tôi đem đồ lại cho ba ăn. Ba mù mà sao khoái đi quá à. Cứ y hệt như bộ xương khô vậy. Nhìn ba muốn hù chết tôi hay gì. Thì cứ cuộc sống cứ vậy trải qua tới lúc bà chịu không nổi nữa. Thì bà không cho ông cố ở chung. Ông Út thì ông nghe lời vợ. Ông mới dẫn cố lại nhà của ông chú Ba Tài ở. Trong số ba người anh em thời điểm lúc đó thì ông chú Ba là khá giả, có cô ăn cô để. Còn hai người kia ai cũng nghèo hết. Nhưng mà cái ngặt một cái là bà Tiếm Ba Tài á, bà ăn ở không có đức. Bà điệu hạnh mà bà độc miệng lắm. Bà cho ông cố ở tuốt với nhà bếp á, cấm cố không có được mò lên nhà trên. Đồ dùng của cố bà cũng để riêng ra chứ không có để chung với nhà của bà. Tới cơ giờ cơm thì bà bưng mâm lại chỗ giường. Mà hễ có bữa nào có ông chú Ba ở nhà thì bà cho ông cố ăn cơm có cá có thịt. Còn bữa nào mà ông chú Ba bận đi công chuyện, đi ruộng hay là gì đó, đi đâu vắng nhà thì chỉ có kho muối quẹt thôi. Có khi vui vui cho được ít cọng rau luộc, rau xào. Mà không biết vô tình hay cố ý nha, là rau muống thì toàn là già không à. Cố già rồi răng đau đâu có ăn được, nhai hoài nó không đứt. Cố mới nói vợ thằng ba ơi, rau này già quá, con kiếm cho ba cái nào mềm mềm chút.
Nói vậy thôi mà bà chửi. Ăn nhờ ở đậu mà còn đòi hỏi chê khen. Hút thuốc nhiều quá cho nên răng mới yếu á. Đã nghèo không có tiền còn bà đặt hút thuốc. Ở đây không được thì thôi ba qua nhà anh hai, hay là ở với nhà thằng Út đi. Quần áo đồ của cố mặc ra đó thì bà đâu có giặt chung với nhà bà đâu. Bà cứ để dưới đất rồi lấy giò đạp đạp lên rồi nhúng nước đem phơi. Thì cũng có một cái lần mà ông cố với nhà bếp nóng nực quá đi, khói bếp làm cay mắt khó thở quá, mới chống gậy mò lên nhà trên mà bắt cái ghế ngồi ngoài hàng ba hóng gió. Bà thấy bà đuổi cố xuống bếp liền. Cố mới nói là thôi cho ba ngồi chút đi, gió mát quá. Thì lúc đó bà lấy cái giò bà đạp vô bụng, làm cho ông cố té bật ngửa ra sao xuống đất. Có người hàng xóm đi ngang, người ta nhìn thấy, thấy rõ ràng luôn. Người ta nói lại, học lại với ông chú ba. Ông chú la bà, thì bà chối, bà nói không có đạp. Tại ngồi không vững rồi cái ghế nó ngã bà té, chứ tôi đạp mà nào. Thì sống như vậy đã riết rồi thì ông chú ba với bà tím ba cãi lộn tối ngày. Cuối cùng bà nói là một bây giờ, một là đưa ông đi, hai là tôi đi, ông chọn đi. Ông chú ba chọn giờ. Hỏi cha già. Đã cổng ông cố qua nhà của ông nội của chị Như, là người anh thứ hai nhất á, người anh lớn á. Là ông Hai Tâm. Chị Như nói ông nội với bà nội thì cũng không phải là giống như bên kia, nhưng mà vì cái nghèo cũng có hiếu. Nhưng mà nghèo quá đi. Con cái thì 5-6 đứa, cơm gạo không có đủ ăn luôn, mà hết đứa này tới đứa kia bệnh. Bây giờ nuôi thêm ông cố nữa thì gạo ở đâu ra mà ăn cho đủ. Tới bữa cơm thì mỗi người chỉ được lưng nửa chén. Mì vị hương là cái loại mì giấy hồi xưa đó, thì mỗi người chỉ được 1/4 thôi. Bữa đó ông bà nội mới đưa mấy chú với mấy cô đi trị bệnh ở ngoài mấy ngày ở nhà thương. Ở nhà ông cố nhịn đói, không có ai nấu cơm cho ăn. Mới mò mò đi lại cái tủ chén để lục kiếm mì gói. Nhưng mà không biết làm sao đó mà cái tủ nó ngã rớt xuống bể đồ đạc. Tới lúc bà nội về tới á, thì bà bực lên bà la cố. Bà nói không phải là con ghét bỏ gì bà, nhưng mà nhà con nghèo quá rồi, lúa làm bán không có trụ đủ để trị bệnh đau. Bây giờ mấy đứa nhỏ nó đi nhà thương hoài, ở nhà ai mà lo cơm nước cho ba đi. Rồi bàn với nhau cuối cùng lại cổng trở về nhà của ông Út. Chào thì Út ăn, nghèo thì Út chịu. Ba ở bên bển đi, đừng có đi đâu nữa. Cuộc sống cứ như vậy nè, trôi qua được 10 năm. Cứ ở nhà người này rồi tới người kia. 10 năm sau thì lúc này chị Như, cái người gửi thư về cho Kinh nè, chỉ được 14 tuổi rồi. Con gái 14 tuổi là lớn rồi. Chứng kiến hết thất thải tất cả mọi việc. Cha chị là con trai thứ hai của ông nội. Thì năm đó cha mẹ đi làm mướn về, dư được một ít tiền gom góp, mới hỏi ông bà nội cất cái nhà riêng để ở gần sát mé sông á. Thì sau khi cha mẹ chị Như cất nhà, thì cha mẹ mới hỏi ông nội với hai ông chú là cha muốn rước ông cố về nhà ở. Chứ thấy cảnh cố như vậy, không thấy đường mà phải đi tới đi lui hoài khổ lắm. Ba đứa con mà không có đứa nào nuôi được hết, phải cõng cha già chạy tới chạy lui vậy. Cái đó là cái mà cha nhìn thấy hồi nào giờ. Cha nghĩ trong bụng thôi chứ không phải là nói ra như vậy. Thì chỉ là đứng ra xin phép ông nội với hai ông chú vậy thôi. Trời, họ mừng còn hết nữa. Cha muốn nuôi thì mấy ổng đâu có cản. Rồi cha mới cõng ông cố về nhà. Nhà nhỏ thôi, nhưng mà sắp xếp được hai cái giường. Cái phía trong thì cha mẹ với chị Như ngủ chung, còn ở ngoài cái giường gần cửa sổ ông cố nằm. Thời gian sau thì cha mẹ phải đi mừng mướn tiếp ở dưới Vĩnh Châu Sóc Trăng. Lâu lâu mới về một lần. Thì dặn Như kỹ lưỡng ở nhà là nấu cơm nước, chăm coi, chăm sóc cho cố. Đừng có để cố đi đâu, lỡ dấp té thì nguy hiểm. Chắc có lẽ là cái cuộc đời về già của cố là những cái năm đó, là những cái năm mà cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà an ổn nhất á. Không phải là
Như nói là không phải là kể lễ gì, thì mình làm cái gì thì mình nói cái đó. Nhà cũng nghèo chứ đâu phải có gì đâu, nhưng mà chị ăn cái gì thì hai cố hai ông cháu ăn chung đó, vậy thôi. Rồi chị mình thật ra chăm ông cố cũng đâu khó khăn gì mấy đâu, ông già chứ không có sanh thật là không có khó khăn gì hết đó. Vui thì kể chuyện đời xưa cho chị Như nghe, còn buồn thì cố nằm im lặng không có nói gì hết, chỉ ngồi mò mò quấn thuốc hút vậy thôi. Thì chăm cô chị Như nói là chăm ông cố không khó cực như mà cái gì đâu mà khó khăn như mấy ông chú bà thím đã trải qua. Rồi có một dạo kia chị Như thấy ông cố cứ nằm buồn hiu hoài, ban đêm không ngủ mà cứ đưa ngón tay ra bấm đi bấm lại tính toán cái gì đó. Xong rồi chị thấy cố khóc, chị mới hỏi ui sao mà cố khóc, là đàn ông mà sao khóc vậy cố, kiểu như hai ông cháu thân quá rồi nói giỡn vậy đó. Nhưng mà cố không nói gì, chỉ trả lời tại mắt đau thôi. Cho tới cái bữa đó là trời tháng 6 bắt đầu có mưa rồi. Mưa không có lớn nhưng mà nó dai dẳng từ sáng tới chiều. Lúc đó là khoảng 2-3 giờ chiều rồi. Chị Như nấu cơm xong mới bưng lên để hai ông cháu ăn. Chị kêu cố hơi dậy ăn cơm chiều chứ con, sao bữa nay mà cố ngủ trưa tới giờ này vậy? Thấy cố nằm im re, chị mới lay mình cố kêu là cố có sao không. Thì lúc đó cố mới nắm tay chị Như nói chuyện, nhưng mà nói rất là nhỏ tiếng, dạng như cố mệt quá rồi. Cố nói là cố thấy cái ngăn ngực với lại thấy nhói ở sau lưng, chắc là cố trúng gió rồi. Con chạy lại kêu bà nội hay là bà thím của con á, cạo gió cho cố đi. Chị Như tức tốc chạy lại nhà của bà nội cho bà hay. Nhưng mà hàng xóm nói mấy cô chú bị bệnh cho nên ông bà đưa mấy cô chú vô nhà thương nữa rồi, nhà không có ai trơn. Chạy lại nhà ông chú Ba Tài thì bà thím ba, bà lại buông ra những cái lời cay độc. Kiểu như 80 mấy tuổi rồi, già cỡ đó thì chết được rồi, cạo gió làm gì, bà nói vậy đó. Mày đi về đẳng đi, nói với ổng là tao mắc công chuyện không có lời được. Như là chạy lại nhà của ông chú Út Trí. Lúc đó ổng đang nhậu với một ông trong xóm ở nhà, trời mưa lất phất. Bà thím Út á, bà nói thấy ông mù tao sợ muốn chết luôn, sao dám lại gần, lỡ không mò mò chắc tao xỉu. Còn ông Út thì ông nói là tao đang nhậu mày không thấy hả, với lại trời mưa làm biến đi quá, kêu con Như mày về đi, nào tạnh mưa nhậu xong tao lại liền. Chị Như tức mình lắm, vừa khóc vừa chạy về. Khóc gì tức á, không muốn kêu được ai cạo gió hết. Về cô mới nói là bây giờ cạo gió anh sao, làm cắt gió anh sao, cố chỉ đi con làm cho. Cô mới nói là cái này khó, cắt bằng lưỡi lam hoặc là cái miễn chén đặt lên da cho chảy máu, rồi lấy cái ống giác úp lên cái chỗ chích cắt đó để mà hút độc ra ngoài. Nên là cái quan niệm mà đã bóp giác hơi hình như là vậy đó, giác hơi á. Con còn nhỏ không có làm được đâu. Đấy. Đấy, tại vì cái giác hơi đó nào giờ Huy chưa làm cho nên Huy cũng không biết như thế nào. Có thấy làm xong mình ta úp mấy cái ly vô á, xong rồi cái chỗ đó mấy cái lò cái vòng tròn tròn nó thâm đen ở chỗ đó luôn, thâm tím cho nó luôn. Có nhiều ông hồi đó trong xóm thấy hay nhiều ông mà cái lưng mà cứ tròn quá trời luôn. Rồi ông cố mới kêu là thôi bây giờ con lấy xuồng, con bơi qua bên nhà ông Sáu Nhân, kêu ông qua đây trị bệnh cho cố đi. Nói ông ráng nhanh gắn cứu cho cố sống. Cố mà sống được thì sống tới năm 98 tuổi. Nhưng mà nếu cố chết ngay đêm nay thì nhà mình gặp tai họa lớn. Tại vì vợ chết đêm nay là phạm trùng tang con ơi. Đi liền đi con. Trước khi đi ông cố còn đưa cho chị một cái đồng xu, cái kiểu bạc cắt hồi xưa, kêu chị bỏ túi đi sẽ không bị ma quỷ dắt đi. Thấy cái gì thì kệ người ta, mình cứ bình tĩnh bơi xuồng đi tới, đừng có nói chuyện gì hết là được. Chị Như cầm đồng xu bỏ vô túi rồi tức tốc lên đường. Xuồng ba lá, bơi quýnh quán luôn. Chị Như cũng mới bơi xuồng gần đây thôi. Hồi nhỏ mà dân sông nước, nhưng mà hồi nhỏ cha mẹ ít, còn nhỏ quá thì ít cho
tập xuồng, tại vì đâu có cho di chuyển mà cái đó thường mắc công lắm. Thì ráng sức bơi. Đêm đó là 14 có trăng, nhưng mà mới chỉ sụp tối thôi nên trăng chưa có lên cao. Xung quanh nó còn tối lắm. Chị Như thì quen đường tới nhà ông Sáu rồi, cứ nhắm hướng mà bơi thôi. Mà thời đó mà vắng vẻ ma quỷ thì nhiều. Không biết là cái bữa đó khiến xui như thế nào mà giống như là người ta cố tình cho chị thấy, mà chị thấy tùm lum hết. Rất là nhiều luôn. Là là trên mặt nước có, đen đen ở dưới nước cũng có, những cái đốm sáng xẹt qua xẹt lại cũng có. Mà chị Như chỉ nghe lời dặn, chỉ gan dạ nữa. 14 tuổi nào giờ chứ không có biết sợ. Nghe lời ông cố dặn cũng bình tĩnh mà bơi đi. Được một chập cái chị gặp được bốn ông mặc đồ lính hay bộ đội gì đó, tay giác súng. Mấy ông bơi xuồng ngược với chị. Một ông trong đó mới lên tiếng hỏi chị là con ơi biết đường nào bơi vô nhà ông Tám Bạc không? Làm ơn chỉ giùm chú. Ông Tám Bạc là tên của ông cố đó. Chị biết là gặp ma rồi đó. Chị im lặng không có trả lời. Tới lúc chị bơi huốt đi một khúc, quay lại nhìn lại thì không thấy họ nữa. Tới nhà được ông Sáu thì nghe lời, chuyển lời lại của ông cố vậy đó. Ông Sáu ông quýnh quán lập tức xuống xuồng đi liền luôn. Về tới nhà thì mặt trăng lên cao lắm rồi, đoán chắc cũng nửa đêm. Ông Sáu mới lên bắt mạch thì thấy mạch ông cố tắt rồi. Dạch mắt ra coi thì tròng mắt cũng đứng rồi, kéo già lên. Già đứng một chỗ chứ không có còn đàn hồi nữa. Ông Sáu mới nói là cố còn trúng gió độc nặng quá, phải chi được cắt gió kịp thời thì không sao, chứ bây giờ qua đời rồi. Ông Sáu mới ở lại giữ nhà, giữ xác cho ông cố. Còn chị Như thì chạy qua nhà ông chú Ba Tài với ông chú Út Trí để mà cho hay báo tin. Ông bà nội cũng vừa về, con cháu kéo lại nhà đông lắm. Chỉ còn thiếu, lúc đó thiếu cha mẹ chị Như nữa là đủ mặt. Thì trong lúc đi mua hòm mà chờ cha mẹ chị Như ở Sóc Trăng về, thì ông nội với mấy ông chú mới bàn nhau đưa ông cố về nhà ai để làm đám ma. Ai cũng tranh giành, muốn đưa xác cố về nhà mình thì sẽ được phần tiền vốn điếu, rồi này kia, sau này làm dỗ nữa. Nhưng mà cuối cùng là ông chú Ba Tài là người thắng, bởi vì ông giàu hơn, mà vợ ông nói chuyện lanh lắm, mấy người kia nói đâu có lại. Ông đòi quá cho nên là hai người này phải chịu đưa xác về nhà ông chú Ba Tài, rồi mượn một vài người trong xóm lớn tuổi trong xóm lại để mà sắp đồ tang. Tới gần sáng thì cha mẹ chị Như về tới. Trời ơi, thấy mà cha chị Như không biết nói sao. Hồi nào giờ mình nuôi cố, cố ở với mình, mà giờ cố mất, họ đưa đi không nói tiếng nào. Cha hơi buồn. Không phải là hơi buồn mà là buồn lắm. Nhưng mà là con cháu thì đâu có nói được gì. Đến sáng thì hòm được đưa về, nhưng mà chưa có liệm được. Thầy cúng cũng là người ở gần, ông coi ông nói là cố kỵ tuổi, chết ngay giờ đọc ngày đọc rồi, khả năng cao là trùng tang. Với lại bây giờ không có cái giờ nào hợp để liệm hết, phải đến 6 giờ chiều mới tạm được. Mà mặc dù cái khung giờ này nó cũng không có được tốt lắm, nhưng mà cuối cùng ông thầy vẫn chọn là 6 giờ chiều. Tức là từ sáng tới đó phải để tới chiều mới liệm được. Cố nằm trên giường trùm mền, lấy một cái nải chuối xanh dằn lên bụng. Xung quanh bốn góc giường thì có đốt bốn cái góc đèn cậy. Cái lúc trời về chiều thì chuẩn bị tới giờ liệm rồi, con cháu mới xúm lại trước bàn thờ chờ liệm là phát tang luôn đó. Cả nhà đang căng thẳng như vậy thì tự nhiên có một cái con chim lạ, nó bay lên, nó đậu ở cửa sổ, nó đưa mắt nhìn vô trong nhà. Mà cái con chim này nó lạ, nó bự muốn gấp hai lần con của mèo nhìn, mà nhưng mà nhìn nó đen thui giống như con quạ vậy. Còn cái mỏ thì lại đỏ như màu máu, mà cái mỏ dài, vừa dài vừa quặp xuống nữa. Ở nhà mới hỏi ông thầy cúng về cái con chim đó, thì ổng chỉ im lặng thôi, ổng nói không có gì đâu. Thôi tiến hành khâm liệm đi.
Thì đám ma cũng diễn ra suôn sẻ. Sau 3 ngày thì khiêng ông chú cố ra chôn ở phía sau nhà của ông chú Út. Còn bàn thờ thì đặt ở trong nhà của ông chú Ba Tài. Trước khi về, ông thầy cúng ông có mời cả nhà lại để nói chuyện. Ông nói là trước tiên tôi xin lỗi gia đình trước nha. Nhưng mà cái sự thật nó thường mất lòng. Tôi nói thiệt là tôi thấy mấy anh chị đối xử với ông già tệ quá. Lẽ ra ông sống được tới 98 tuổi lận. Ông sống càng lâu thì sau này con cháu làm ăn càng được. Nhưng mà ông bệnh không có ai cắt gió cho ông nên ông mới chết. Ông chết vô ngày 6 giờ sống. Quá xấu. Khả năng là sẽ có trùng tan. Mặc dù tôi đã cúng cắt trùng rồi. Tôi là không phải thầy pháp. Nhưng mà tôi chỉ biết làm hết những gì tôi biết thôi. Anh em trong nhà nên cẩn thận. Nhất là đi đứng. Hai là lời ăn tiếng nói. Ba là cách đối nhân xử thế ở đời. Không là lại có người chết nữa đó. Nghe vậy hả? Ông chú Ba Tài với bà Tím Ba chửi ông thầy. Quá trời chửi luôn. Nói trù ẻo dòng họ tôi hay gì. Đó, rồi ăn nói xui xẻo. Chết thì chết chứ trùng tan cái gì. Ông chú Út còn tính nhào lại đánh ông thầy nữa. Cũng may là đông người người ta can kịp. Nhưng mà ông bà nội thì lại tin. Tại vì thấy mấy cô chú con của mình, của nội, người nào sức khỏe cũng yếu hết. Ông bà nội rất sợ con chết. Bà nội mới lập một cái bàn ngoài sân, thắp nhang đi cúng. Gian giái cho nhà mình, cho anh em con cháu được bình an vô sự. Đừng có để ai chết hết. Bà nội hứa là sẽ ăn năn sám hối vì tội bất hiếu, không có chăm lo đầy đủ cho ông cố. Rồi đây, do cái tội mà đùn đẩy trách nhiệm cho người khác nữa. Hứa là sống hòa thuận, tu tâm tích đức hơn. Khi ông cố mất được 21 ngày thì chị Như mơ thấy ông cố hiện về. Ông cố mặc pyjama màu trắng, tay chống gậy mò mò là chỗ giường chị Như. Đứng ở đầu giường và nói với chị như vậy nè. Như ơi, ông cố nói cái này, con nghe cho kỹ. Cái bữa mà cố bệnh là cố đã bấm ngón tay trước và thấy trước được hai việc. Nếu mà cố sống thì cố sống tới 98 tuổi. Còn nếu cố chết thì chắc chắn nó sẽ chết rơi vào cái ngày giờ xấu. Dòng họ mình sẽ phạm trùng tan. Nhưng mà cố đã không thể qua khỏi được. Cái lúc chuẩn bị liệm cố thì có một con chim mỏ đỏ bay tới. Đó là thần trùng tới chợ đưa cố đi đó. Xuống dưới cố phải khai tên tuổi của dòng họ mình ra. Thần trùng đang muốn bắt người tuổi Sửu, nhưng mà không có nói rõ là người nào. Cố mới dặn là con nói với chú Linh, con của ông chú Ba của con ấy, là thời gian này hạn chế, đừng có đi chơi nữa. Đừng nói hơn thua với người ta. Đi chơi là sẽ bị người ta giết chết. Còn hai người tuổi Sửu là ông Út con với cô Ba Thanh em của cha con. Con nói tụi nó nên cẩn thận để không là bị bắt đi. Sau này mà lớn lên, con có gặp khó khăn gì trong công việc, trong tình cảm thì con lấy cái đồng xu hôm bữa cố cho con. Con đưa cái mặt chữ lên đó, rồi con dái tên tuổi của cố. Mà phải đưa lên vào cái ngày rằm. Đưa lên mặt trăng vào cái ngày rằm. Thì cố sẽ về phù hộ cho con đạt được cái điều mà con cầu. Nhưng mà mỗi lần con cầu như vậy thì cố sẽ bị hành đau đớn lắm. Cho nên là việc nào cần thiết á, hãy cầu cố nghe con. Rồi cố còn nói về nhiều thứ khác. Về dịch bệnh, về vật nuôi, nhiều điều nữa. Nhưng mà chị Như không có tiện kể ra ở đây. Thì nói xong thì cố biến mất thiệt lẹ, giống như có một cái người mà đã nắm sẵn cố, chỉ cho cố nói bao nhiêu đó rồi kéo đi. Tới khi tỉnh dậy thì chị Như nhớ như in, không có bỏ sót chi tiết nào hết. Kể lại cho cha mẹ với ông bà nội nghe. Ông bà nội thì đi nói lại với chú Út, nói với chú Linh, với cô Ba Thành. À, đến khi chưa kịp cúng 49 ngày của cố nữa. Thì ông chú Út Trí trong một lần đi nhậu về đã trúng gió chết. Không lâu sau thì chú Út Linh, con của ông Ba Tài, ỷ có tiền á, khinh người giống như bà Ba vậy đó. Đi chơi rồi cãi lộn đánh lộn với người ta, bị người ta đâm chết.
Vậy thì lúc này trong dòng họ đã có hai người chết rồi. Ứng đúng y như lời của ông Cố và ông thầy cúng nói. Bây giờ thì ông bà nội với cô ba Thanh sợ lắm, biết chắc là người sắp tới là mình rồi. Cô Thanh mới khóc quá trời luôn, kêu chị Như đem cái đồng xu ra cầu ông Cố về chỉ cách đi. Chứ bây giờ chỉ cho làm cái gì để hết trùng đây. Nhưng mà ông nội không cho. Ông nội nói ông Cố cho riêng đồng xu đó cho con Như, mình không có được tự ý lấy cầu. Với lại ông Cố có nói là mỗi lần cầu như vậy ông Cố sẽ bị đau đớn lắm, cho nên là ông nội cấm tuyệt đối không có cho sử dụng cái cách đó. Thì ông nội mới quyết định đem ông Cố nè, rồi đem ông chú Út, chú Linh vô chùa, nhờ mấy sư trong đó lo liệu giùm. Tại vì cái này nó liên quan tới thần trùng mà. Thì không biết mấy sư làm cái gì không có rõ, mà cô ba Thanh vẫn bình an vô sự. Anh em dòng họ cũng không còn ai mất nữa. Trải qua một cái câu chuyện như thế thì vợ chồng ông chú Ba Tài cũng biết sợ rồi. Sau này sống bớt kinh người đi, vì dì đã mất đi thằng con rồi mà. Tự bị người ta đâm chết như vậy, rõ ràng không tin sao được. Còn thím Út thì mất chú Út, cho nên bà cũng thay đổi tính nết luôn. Cái này vừa là trùng tang mà cũng là vừa quả báo đó. Ai, nếu ai biết lý giải thì thấy ngay thôi. Riêng về chị Như thì chị nói là cuộc sống của chị sau này gặp khó khăn nhiều lắm, nhưng chị luôn cố gắng để tự vượt qua, chứ chưa bao giờ đem cái đồng xu của ông Cố cho để mà cầu hết. Tại vì với người khác, kể cả những người trong dòng họ của chị, ông Cố chỉ là một ông già mù thôi. Nhưng đối với chị, đó là một cái người ông mà chị rất là quý yêu. Hai ông cháu nó từng sống với nhau mấy năm trời. Chật, ông Cố cũng là một người cha tốt. Mấy ai mà ở dậy gà trống nuôi con cho tới chết như Cố đâu. Chị nói ở ông Cố của chị có nhiều điều bí ẩn mà không phải ai cũng có được. Tới bây giờ chị vẫn luôn nghĩ về Cố hàng đêm. Không biết là câu chuyện thần trùng là thiệt hay không, đã có nghĩa là cái chết của chú Linh với lại ông Út là có phải là trùng hay không. Nhưng mà những gì diễn ra trong dòng họ ngày đó tới bây giờ nó vẫn ám ảnh lấy tâm trí của chị, không sao quên được. Và còn một cái hình ảnh nữa là sẽ luôn khắc ghi theo chị suốt đời, đó là hình ảnh về một ông già mù, ông Cố của chị. Đó là cái câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé. Chúc quý bà con một đêm ngon giấc.